Long đã đi vào các nghi lễ quan trọng và trở thành một thứ cống phẩm đặc biệt dành cho vua chúa. Theo dòng lịch sử, ô long mang trong mình hương thơm đặc trưng và du nhập vào Việt Nam từ năm 1992. Cho đến thời điểm hiện nay, trà được trồng rộng rãi ở tỉnh Lâm Đồng và có nhiều ở vùng nguyên liệu Cầu Đất. Ngày nay, trà ô long không chỉ là sản phẩm để thu mua, mà còn là nơi để du khách đến tham quan và trải nghiệm công việc hái trà cùng bà con nông dân. Những lá trà được chăm sóc kỹ lưỡng và lựa chọn khéo léo trước khi đưa vào khâu sản xuất. Nên ô long không chỉ là thức uống thường hàng, mà lưu giữ trong đó là công sức của những người nông dân cần mẫn miệt mài. Quý khán giả thân mến, được mệnh danh là vua của các loại trà trên thế giới, từ rất lâu trà ô long được xem như là một vật phẩm vô cùng quý giá đối với một con người. Nhưng thưởng thức hương vị của trà như thế nào là đúng cách và trà ô long được phân chia làm bao nhiêu loại thì ngày hôm nay ông mời quý vị hãy cùng gặp gỡ với chị Quế Trâm sẽ giúp chúng ta có thể tìm hiểu rõ hơn về loại trà ô long này. Xin chào chị ạ. Trà ô long được xem như là vua của các loại trà, vậy thì có một lý do đặc biệt nào không ạ? Ngay từ ngày xưa thì trà ô long là đã được dùng cho các vua chúa uống. Còn ngày nay người ta nói trà ô long là vua thượng hạng của các loại trà, là vì trà ô long mà muốn trồng ngon thì phải ở trồng ở những nơi có điều kiện thời tiết thuận lợi. Với trà ô long hay gì thì thứ nhất đó là giống trà mang từ Đài Loan qua, thứ hai nữa là do cái kỹ thuật chăm sóc trong quá trình trồng trà cho tới khâu chế biến trà thì được qua những cái công đoạn rất là theo một cái chu trình khép kín. Đặc biệt đó là không có sử dụng thuốc trừ sâu, cũng giống như là những cái loại thuốc mà không an toàn đối với trà. Vậy thì làm sao để mình có thể phân loại trà ô long được ạ? Riêng trà ô long hai di thì phân ra có từ loại từ 3 sao cho tới 8 sao. Trong đó 4 và 6 sao á, thì nó là một cái giống trà Kim Tuyên, một cái loại giống mới của trà ô long. Còn 5, 7, 8 thì nó là giống ô long thuần. Từ 3 sao trở lên là bắt đầu trà ô long là được vo viên lại. Đây là hình rồng thiên ngay từ ngày xưa, đó là một cái đặc tính riêng biệt của trà ô long. 4 và 6 sao thì nó có cái độ sấy là cao hơn, cho ra cái vị trà là đầm hơn, thuần và đậm chất hơn, thì phù hợp với những người uống vua trà Bắc. Với những loại trà 5, 7, 8 sao là giống ô long thuần thì nó có cái vị thơm nhẹ. Khi uống vô thì cái vị nó đầm, ngọt hậu, rất là nhẹ nhàng và thanh. Thì anh thắc mắc là không biết ngày hôm nay chị Trâm có thể giúp cho anh hiểu rõ hơn làm cách nào để có thể thưởng trà đúng cách và pha trà như thế nào để có thể giữ lại được hương vị của trà không ạ? Được chứ. Đối với trà ô long, để mà pha trà và thưởng thức trà được cái hương, thưởng thức được cái hương vị cũng như là cái chất của trà ngon nhất thì thường là sử dụng nước khoáng. Thường ở trên vùng Đà Lạt của mình cao thì mình cứ cho là ở độ sôi cao nhất, còn ở trên mình thì thường khoảng 95-96 độ C. Nước đầu tiên á là mình rửa trà, nước tiếp theo mình bắt đầu pha trà. Nước này mình để trong vòng 1 phút. Người ta nói là nhất nước nhị pha, tam trà tứ cụ. Ở đây là nước thì nước khoáng, nhị đó là cách pha trà. Tại vì muốn uống trà ô long ngon thì mình phải pha đúng thời gian, đặc biệt đó là không ngâm trà ở trong nước lâu quá. Trong thời gian này thì thường mình làm cho dụng cụ ấm lên. Đó là cái thứ ba là cách pha trà tứ cụ. Thì thường là dụng cụ pha trà thì mình nên sử dụng bằng sành sứ, nó giữ được cái độ nóng cũng giống như là cái hương thơm của trà lâu nhất. Thì lúc đó là mình, khi mình uống trà mình sẽ thưởng thức, tận hưởng được tất cả các hương thơm cũng giống như là cái vị, cái chất của trà. Mời Nguyệt một ly nhé. Ống này gọi là ống ngửi. Thường thì mình chỉ uống bằng ly, nhưng cái ống ngửi này có tác dụng là giữ được cái hương thơm của trà lâu nhất. Em thấy cái vị, cái hương thơm của trà này nó như thế nào? Em thấy mùi thơm của trà rất là thanh, hình như là có một chút mùi ngọt của sữa phải không chị? Trước khi thu hoạch một tháng thì người ta sẽ ủ trứng, sữa tươi và sữa bò ủ lên men trộn lại với nhau, sau đó tưới phủ lên bề mặt lá trà. Sau một tháng thì sẽ hái thí nghiệm và nếu đạt chuẩn thì mới thu hoạch. Cảm ơn Việt. Với loại ô long 7 sao này thì nó có cái vị hương thơm rất là thơm nhẹ nhàng và thanh. Xin cảm ơn những chia sẻ của chị ạ. Quý khán giả thân mến, được thưởng thức trà trong không gian se lạnh của thành phố Đà Lạt cảm nhận được hương vị thơm ngon của trà ô long, em Nguyệt cảm thấy đây là một trong những trải nghiệm khá là thú vị. Và điều đặc biệt là ngày hôm nay mình đã lựa chọn được một nơi để có thể thưởng thức trà trong tiết trời se lạnh.
Với hương thơm đặc sắc, ô long cuộn trong mình những lá trà thơm ngon, đậm vị. Chén trà thanh tao, cao quý, hòa lẫn trong tiết trời se lạnh của thành phố Đà Lạt, ta thấy lòng khoan khoái, an lạc. Mọi thứ như hòa quyện với nhau để tạo nên một hương vị, một không gian riêng giữa phố núi sương mù. Khán giả thân mến, với thời tiết se lạnh của mảnh đất Nam Tây Nguyên thì đồ len là lựa chọn hàng đầu của du khách khi đến với thành phố Đà Lạt. Những sản phẩm được làm từ len như là áo khoác, găng tay hay là mũ len. Tất cả những sản phẩm này không chỉ dùng để giữ ấm cho cơ thể mà còn để cho du khách có thể mang về và tặng quà cho người thân. Nhưng không chỉ dừng lại ở những trang phục giữ ấm hàng ngày, các sản phẩm từ len còn mang đến những tạo hình rất độc đáo. Và ngày hôm nay thì anh Nguyệt mời quý vị hãy cùng đến với xưởng len Trúc Quỳnh để có thể tìm hiểu về những công đoạn để tạo nên những sản phẩm từ len rất là độc đáo. Với mong muốn mang đến cho du khách những sản phẩm độc đáo và đầy ấn tượng, những nghệ nhân xưởng len Trúc Quỳnh đã luôn trăn trở sáng tạo ra những món quà độc đáo từ len.